Tạng Bồ Tát. Con tên Lê Thị Kim Loan, pháp danh Thiện Phụng. Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Con xin tâm cảm động và chân thật một lần một dạ nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trọn đời trọn kiếp đến tận cùng đời vị lai, nhẫn cho đến ngày con thành Phật. Con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai, nhẫn đến ngày con thành Phật. Đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt khuyến dụ, khiến cho thế thải tất cả chúng sanh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu làm cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài rủ lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến cho con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sanh mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc. Mọi việc như ý, trí huệ mở mang, mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh, rốt ráo rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử thành đạo Bồ Đề. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy y Địa Tạng Bồ Tát, con tên Lê Thị Kim Loan, pháp danh Thiện Phụng. Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Con xin tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trọn đời trọn kiếp đến tận cùng đời vị lai, nhẫn cho đến ngày con thành Phật. Con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai, nhẫn đến ngày con thành Phật. Đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt khuyến dụ, khiến cho hết thảy tất cả chúng sanh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu làm cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài rủ lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sanh mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc. Mọi việc như ý, trí huệ mở mang, mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh, rốt ráo rồi đều sẽ thành mau chóng thoát ly sanh tử thành đạo Bồ Đề. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy y Địa Tạng Bồ Tát, con tên Lê Thị Kim Loan, pháp danh Thiện Phụng. Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Con xin tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trọn đời trọn kiếp đến tận cùng đời vị lai, nhẫn cho đến ngày con thành Phật. Con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai, nhẫn đến ngày con thành Phật. Đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt khuyến dụ, khiến cho hết thảy tất cả chúng sanh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu làm cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài rủ lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sanh mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc. Mọi việc như ý, trí huệ mở mang, mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh, rốt ráo rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử thành đạo Bồ Đề. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phân Vân Tập Hội Phẩm Thứ Hai, Hóa Thân Cùng Quyến Thuộc. Lúc đó phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở nơi các thế giới địa ngục, trăm nghìn muôn ức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới đều đến hồi hộp tại cung trời đáo lời.
Do nhà thần lập của Như Lai phân thân đời, có những chúng đã được giải thoát ra khỏi trong nghiệp đạo ở mười phương, cũng đều đâm đến 6.000 muôn ức na do tha cầm thành món hoa đến cúng dường Phật. Nhân chúng cùng đến với phân thân đó tại địa nhờ địa tạng Bồ Tát giáo hóa lành chấp trụ nơi đạo vô thực chánh đẳng chánh giác trọn không còn thối chuyển. Những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay trâu lăng trong vòng sinh tử ở trong 6 đường, chỉ nhưng sự khổ điều khổ sở không thể không có lúc nào tạm ngừng nhớ nhờ lòng từ bi lớn và thể nguyện sâu dài của ngài địa tạng Bồ Tát nên tất cả đều chứng được đạo quả. Đại chúng đó khi đến cung trời đó lại lòng họ vui mừng hớn hở chiêm ngưỡng Đức Như Lai mắt nhìn mãi không rời. Đức Như Lai an ủi ý tháp bây giờ đấy. Thế tôi như ta sức mạnh sau đảnh hóa thân của đại tạ đại Bồ Tát trong 100.000 muôn ức bất khả tư bất khả nghị bất khả lượng bất khả thiết vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng ta ở trong đời ác ngũ trực giáo hóa những chúng sanh tương tự như thế làm chết chúng làm chúng nó địa phục bỏ tài về chánh, nhưng trong 10 vòng vẫn còn một khối phần chúng sanh quanh theo tái đánh ác. Những đội chúng đó ta cũng phân ra 1.000 ức thân lập ra nhị phóng chức chúng trong chúng sanh đó, hoặc có người căn tánh linh sáng lệ né pháp của ta thời liền tiếng nhận, hoặc có người phải ân cần khuyên bảo được thành tự được thiện quả, hoặc có cải vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đáng nói làm tính tính ngưỡng mộ. Ta phân ra nhiều thân độ thoát những hạng chúng sanh mỗi mỗi sai khác như thế, hoặc hiện ra thân cao, hoặc hiện ra thân cao, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân vị thần, hoặc hiện ra thân rồng núi cá sông ao ngoài sao rạch suối, làm lợi ích cho mọi người để rồi độ họ được giải thoát. Hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạm vương, hoặc hiện ra thân ngôi chuyển vương, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tệ quan, hoặc hiện ra thân các hàng quan thuộc, hoặc hiện ra thân tỷ khá nê ưu bà tắc ưu bà di. Nhận đây hiện ra những thân thân văn la hán bất chi Phật và Bồ Tát để hóa độ chúng sanh, chứ chẳng chỉ có thân Phật hiện ra tức chúng thôi đâu. Địa tạng âm sinh ta trải qua bao kiếp số gặp nhà độ thoát những chúng sanh căn cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế, ngoài ra những cái chưa địa phục được thời phải theo nghiệp thọ báo. Nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường dễ chịu như sự thấm của thời âm nên nghĩ nhà ta ở cung trời đó là ấn cần phó chấp đây mà gắn được chúng sanh, làm cho chúng sanh năm cõi ta bà này đến lúc Phật ký đặt ra đời đều đặng giải thoát khỏi hàng các điều khổ gặp Phật được Đức Phật tạo ký. Bây giờ ngài hóa thân địa tạng Bồ Tát ở các thế giới hiệp chung một hình rơi lệ thương cảm và cùng Đức Phật rằng từ số kiếp đó xa đến nay con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ rất nhiều lần cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bà này được trí huệ rộng lớn. Con vẫn thể hiện thân hình ở cùng có 100.000 muôn ức hằng hà xa thế giới, trong một thế giới hóa hiện 100.000 muôn ức thân, mỗi thân đó hóa độ 100.000 muôn ức người làm cho quý kính ngôi tâm bảo khỏi hạng vòng sáng tự hưởng vui niết bàn. Những chúng sinh nào ở nơi Phật phải chỉ làm việc làm bằng một sợi lăng, một giọt nước, một hột cát, một bụi nhỏ, hoặc chỉ bằng chân mảy lâm tóc con đều được thoát lần lần làm cho nó được lợi ích lớn. Cuối mong Đức Như Lai cho vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Cuối mong Đức Như Lai cho vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật ba lần như thế. Lúc đó Đức Phật khen ngợi ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng hãy thay hay ta hỗ trợ cho ông được tội nguyện từ số kiếp lâu xa đến nay thường được thường phát nguyện động lớn cứu được tất cả chúng sanh xong rồi thời ấm liền chứng quả Bồ Đề. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Ni So Ha.